Để tiện cho quý vị khán giả theo dõi trận đấu, chúng tôi xin được công bố đội hình xuất phát của hai đội. Trên màn hình đang là đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Trên sân khung thành là thủ môn mang áo số 1 Trần Nguyên Mạnh. Còn đây là đội hình ra sân của đội tuyển Ấn Độ. Đứng trong khung thành là thủ môn Sandhu mang áo số 1, số 2 là Anwar Ali. Trong khi Lương Sơn Trường thì đang bị Covid-19 và rất tiếc là không thể góp mặt trong cả hai trận đấu. Như vậy là cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Ấn Độ đã được bắt đầu ở trong hiệp 1. Đội tuyển Việt Nam bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị. Trận đấu mà rất nhiều gương mặt quen thuộc, hữu bình của đội tuyển Việt Nam đã được sử dụng trong đội xuất phát. So với một trận đấu gồm rất nhiều gương mặt trẻ ở trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Singapore. Duy Mạnh. Vào năm 2010, đội tuyển Việt Nam và Ấn Độ cũng đã từng có một trận đấu giao hữu. Đó là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã để thua với tỷ số 1-3. Quả phạt góc đầu tiên của trận đấu dành cho đội tuyển Ấn Độ. Mặt sân vận động Thống Nhất vào lúc này phải nói là rất trơn sau trận mưa to trước trận đấu này. Cầu thủ thực hiện quả phạt góc cho đội tuyển Ấn Độ là tiền vệ Thapa. Đội tuyển Ấn Độ có những cầu thủ ở hàng hậu vệ có chiều cao tốt, nhưng trên hàng tấn công thì không được như vậy, rất nguy hiểm. Bóng bị cắt ngang qua khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Đây là Samat. Vị trí sở trường của Samat là vị trí tiền vệ cánh trái. Anh cùng với Kurunian đã tạo ra những pha bóng tấn công bên hai cánh của đội tuyển Ấn Độ khá ấn tượng trong trận hòa 1-1 trước đội tuyển Singapore. Và Kurunian chính là người đang ghi bàn gỡ hòa cho đội tuyển Ấn Độ. Vâng, và ngày hôm nay Đoàn Văn Hậu sẽ là người thường xuyên phải đối mặt với Kurunian, một cầu thủ có khả năng sút xa rất tốt. Với 3 điểm đã có trong tay thì đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa, tức là có thêm một điểm nữa là sẽ lên ngôi vô địch của giải giao hữu Cúp Hưng Thịnh, trong khi đội tuyển Ấn Độ buộc phải thắng. Chuyển lên là của Thanh Bình. Bộ ba trung vệ của chúng ta ngày hôm nay là Thanh Bình, Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh. Quang Hải. Người mộ rất kỳ vọng vào màn trình diễn của Quang Hải ở trận đấu ngày hôm nay. Bóng đã không thể tới được chân của Công Phượng, cầu thủ Ấn Độ đã áp sát. Pha chuyền bóng không thành công của Kurunian. Trận đấu trước, Kurunian cùng với Colaco là những cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng tấn công của đội tuyển Ấn Độ, chứ không phải là đội trưởng Sunil Chhetri. Kurunian khá tự tin. Đường chuyền hỏng vừa rồi là của Thapa. Công Phượng. Bóng đã không thể tới được vị trí của Thế Linh. Một tình huống chọn vị trí và đánh đầu pha bóng khá đơn giản của trung vệ Sandes Dinha, người hôm nay được lựa chọn để thay thế cho trung vệ Narendra. Vị trí hậu vệ cánh trái của đội tuyển Ấn Độ vẫn thuộc về cái tên quen thuộc, đó là Akash Mishra. So với đội tuyển Singapore thì Ấn Độ là đội bóng mạnh hơn. Họ đang là đương kim vô địch của khu vực Nam Á. Và đây có thể coi là một bài test rất tốt cho đội tuyển Việt Nam, cho đội hình chính của đội tuyển Việt Nam trong quá trình hướng tới AFF Cup 2022. Giải đấu còn khoảng 3 tháng nữa mới diễn ra, nhưng đây cũng là một trong những dịp phải nói là rất quý giá để đội tuyển Việt Nam có những màn thử nghiệm cũng như là thử sức hướng tới giải đấu rất quan trọng vào cuối năm. Tiến Linh. Cầu thủ Ấn Độ vẫn đang nhập cuộc tốt và chơi rất tự tin. Vẫn là các cầu thủ áo xanh. Đây là Kumam. Và Kumam đã không vượt qua được Đoàn Văn Hậu. Điểm mạnh nổi bật mà chúng ta cảm nhận được trong lối chơi của cầu thủ Ấn Độ đó chính là thể lực.
Ở trận đấu trước, cầu thủ Ấn Độ đã thực sự vắt kiệt sức của cầu thủ Singapore, khiến cho 5 tới 6 cầu thủ của đội tuyển Singapore rất nguy hiểm. Vừa rồi là một tình huống phòng ngự không tốt của Quế Ngọc Hải. Rất may là các đồng đội đã kịp thời băng vào để ngăn cản cú dứt điểm. Rõ ràng là những phút đầu tiên các thủ Ấn Độ đang chơi tự tin và tạo ra tương đối nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Sau cú dứt điểm vừa rồi thì cầu thủ của đội tuyển Ấn Độ đã bị đau. Đó là Samat. Trận đấu trước Samat không có một cú dứt điểm nào đáng chú ý. Tuy nhiên anh lại để lại dấu ấn với khả năng bứt tốc và phối hợp bên phía hành lang cánh trái của đội tuyển Ấn Độ. Thanh Bình đẩy bóng hơi ra. Có cảm giác như cầu thủ Việt Nam đang gặp đôi chút lúng túng và bị tâm lý khi bước vào trận đấu này. Hy vọng điều này sẽ sớm trôi qua. Cầu thủ Ấn Độ không chỉ nhỉnh hơn về thể hình mà chúng ta thấy là kỹ thuật cơ bản của họ cũng khá tốt. Những pha phối hợp của đội bóng xanh cũng tỏ ra rất thanh thoát. Duy Mạnh, Công Phượng. Công Phượng không thể vượt qua được ba cầu thủ áo xanh vây quanh. Phản công cho đội tuyển Ấn Độ. Đây là Phan Văn Đức. Văn Đức. Ở trận đấu trước, Phan Văn Đức đã có màn thể hiện khá tốt và có một tình huống tung người dứt điểm rất đẹp mắt. Quế Ngọc Hải, Văn Hậu. Tiến Linh. Vẫn là cao thủ Việt Nam. Phan Văn Đức. Đoàn Văn Hậu. Những pha phối hợp gắn kết và tự tin đang dần trở lại với các cầu thủ áo đỏ. Pha phối hợp ngẫu hứng rất đẹp mắt của bộ đôi Phan Văn Đức và Quang Hải. Quang Hải và Phan Văn Đức vừa rồi như nhảy múa trước hàng phòng ngự của đội tuyển Ấn Độ. Một màn trình diễn tốt trong trận đấu ngày hôm nay sẽ giúp Quang Hải tự tin hơn khi trở lại với màu áo của câu lạc bộ Po FC. Trên cặp đội tuyển Singapore, huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng cả 6 cầu thủ lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Và tất cả đều chơi tốt, khiến huấn luyện viên Hàn Quốc rất hài lòng trong buổi họp báo sau trận đấu. Trong số 6 cầu thủ lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Việt Nam và có trận đấu ra mắt, hai người đã lập công. Đó là Thanh Nhân với một cú dứt điểm rất đẹp mắt. Và Khuất Văn Khang là người đã ghi bàn thắng ở đích tỷ số 4-0 sau khi vào sân được ít phút. Khuất Văn Khang đã tái lập kỷ lục của Đoàn Văn Hậu rất nguy hiểm. Một vũng nước nhỏ đọng lại ở trong khu vực cấm địa của đội tuyển Việt Nam đã khiến đường truyền của Nguyên Mạnh cho Thanh Bình trở thành một cơ hội cho các thủ Ấn Độ. Nhưng rất may là các cầu thủ của chúng ta vẫn kịp thời hóa giải tình huống vừa rồi. Văn Hậu. Mặt sân Thống Nhất lúc này vẫn đang đọng lại một số vũng nước nhỏ. Và tất nhiên rồi, điều kiện mặt sân lúc này là rất trơn. Chúng ta cần phải hạn chế những tình huống xử lý bóng 50-50. Hồ Tấn Tài. Sút xa. Sút rất căng. Và xử lý bất ngờ của Hồ Tấn Tài. Người cũng đã có cho mình một bàn thắng trong chiến thắng trước đội tuyển Singapore bằng một cú đánh đầu. Trong điều kiện trời mưa, sân trơn bóng ướt như thế này thì những cú sút xa với lực và quỹ đạo khó như vừa rồi của Hồ Tấn Tài là rất cần thiết. Với chiều cao lên tới 1m98 của mình và một sải tay rất dài, thủ môn Chan Hu của đội tuyển Ấn Độ cũng không gặp phải nhiều khó khăn cho tình huống cản phá vừa rồi. Nhưng dù sao đó cũng là một tình huống dứt điểm rất tốt của Hồ Tấn Tài.
Hồng Phượng. Một tình huống rất nguy hiểm. Và tỷ số là 1-0 dành cho đội tuyển Việt Nam. Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức đã chấp thời cơ rất nhanh, và cho dù bóng đã chạm tay của thủ thành Sanu, nhưng cuối cùng thì bóng vẫn lăn qua vạch cồi và mang về bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 10 của hiệp 1 dành cho đội tuyển Việt Nam. Một sự khởi đầu không thể ngọt ngào hơn dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Từ quả đá phạt góc rất quen thuộc của Công Phượng, những tình huống miết lòng trong chân phải, bóng đi quọc vào thẳng khung thành, khiến cho thủ môn của đội tuyển Ấn Độ, đó là Sanu, phải đấm bóng ra. Và bóng đã tới cái chân của Phạm Văn Đức, một cầu thủ có khả năng bắt vô lê rất tốt. Và bàn thắng đã tới với đội tuyển Việt Nam. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại bàn thắng mở tỷ số của Phạm Văn Đức. Đội tuyển Việt Nam đã có bàn mở tỷ số từ khá sớm, và nó đến từ một tình huống bóng cố định. Một pha dứt điểm với cảm giác bóng rất tốt của Phan Văn Đức. Pha dứt điểm bằng chân trái, không phải là chân thuận của số 20. Tại Nagov V-League năm 2022, Phan Văn Đức cũng đã có một pha lập công với một tình huống ngả người vô lê rất đẹp mắt. Pha lập công đó chút nữa đã được tái hiện ở trận đấu trước gặp đội tuyển Singapore khi anh vào sân từ băng ghế dự bị. Nhưng đáng tiếc là ở tình huống đó, cú dứt điểm của Phan Văn Đức đã không đi vào khung thành, và người kiến tạo cơ hội dành cho anh đã bị bắt việt vị. Người đã kiến tạo cơ hội cho Phan Văn Đức ở trận đấu đó, đó là Đình Duy. Tiến lệnh không kịp. Cặp tiền đạo của chúng ta ngày hôm nay là Tiến Linh và Công Phượng. Trong số hai cầu thủ này thì Tiến Linh sẽ chơi nhô cao hơn, trong khi Công Phượng sẽ đá lùi và hỗ trợ tấn công và di chuyển rộng hơn so với người đá cặp. Grunian. Được chuyển về là của đội trưởng Sunil Chhetri. Kumam. Không vượt qua được Đoàn Văn Hậu, Quang Hải. Quang Hải những phút vừa qua lùi rất sâu. Thanh Bình. Thanh Bình đang đá thay vị trí của Bùi Tiến Dũng, người đồng đội ở câu lạc bộ Viettel. Nguyên Mạnh. Đội tuyển Ấn Độ đã có những phút đầu tiên nhập cuộc rất tự tin và gây khó khăn cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Nhưng sau đó đội tuyển Việt Nam, các thủ áo đỏ của chúng ta đã dần tìm lại sự tự tin và tìm thấy sợi dây liên kết ở trên sân trong các vị trí. Những phút vừa qua có mặt trên sân, chúng ta đã được thấy những pha xử lý rất ngẫu hứng ở trình độ cao của Quang Hải. Những pha xử lý đã mang lại những tràng pháo tay ở trên sân vận động Thống Nhất. Câu lạc bộ Po FC của Quang Hải sau khi rất chật vật ở giai đoạn đầu mùa giải thì đã có được hai chiến thắng liên tiếp tại Ligue 2, giải đá hạng 2 của nước Pháp. Trong số đó thì trận đấu gần nhất đó chính là chiến thắng trước câu lạc bộ Valenciennes, trận đấu mà Quang Hải vào sân từ băng ghế dự bị trước khi trở về nước để tập trung cùng với đội tuyển quốc gia. Văn Hậu. Quế Ngọc Hải. Ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ vừa phá bóng ra bên phía đội tuyển Ấn Độ, đó là Kumam, người thay thế Naurem ở vị trí hậu vệ cánh phải của đội bóng áo xanh. Quang Hải. Rất hay, Tiến Linh. Tấn Tài. Và xử lý bằng mù rất kỹ thuật của Hồ Tấn Tài. Grunian đã việt vị. Cầu thủ tấn công mang áo số 22 của đội tuyển Ấn Độ đã di chuyển quá sớm, và ngay lập tức trợ lý của trọng tài Clifford đã căng cờ bắt việt vị với Grunian. Anh hiện tại đang là cầu thủ ghi bàn duy nhất của đội tuyển Ấn Độ ở giải đấu này.
sau trận đấu ra quân để thua trước đội tuyển Singapore bị đánh giá thấp hơn. Huấn luyện viên Igor Stimac và đội tuyển Ấn Độ cũng đã chịu khá nhiều sức ép từ các cổ động viên nhà. Điều đó khiến cho họ phải quyết tâm hơn ở trận đấu ngày hôm nay. Ấn Độ cũng bước vào trận đấu này với quyết tâm chiến thắng để lên ngôi vô địch ở giải đấu này. Qua đó cũng được cộng thêm những điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang xếp trên vài bậc so với đội tuyển Ấn Độ trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể chúng ta đang đứng ở vị trí thứ 97. Vị trí của Ấn Độ là 104. Đường truyền quá sâu. Pha xử lý vừa rồi là của Côn Sam. Quý Ngọc Hải, Thanh Bình, Quang Hải. Vẫn là lối chơi tự tin và ngẫu hứng quen thuộc của Quang Hải trong áo đội tuyển Việt Nam. Phan Văn Đức đường truyền xuống cho Công Phượng. Công Phượng đối mặt nhưng góc dứt điểm đã hẹp đi. Hồ Tấn Tài. Pha đánh đầu chuyền bóng lại là của Tiến Linh. Hậu vệ của Ấn Độ đã kịp phá bóng trước khi Phan Văn Đức có thể tung ra cú dứt điểm tiếp theo. Hùng Dũng. Vẫn là Đỗ Hùng Dũng, Quang Hải. Văn Đức. Thanh Bình. Đỗ Duy Mạnh. Hồ Tấn Tài. Trọng tài huấn luyện viên Park Hang-seo ngoài Văn Thanh đang gặp chút vấn đề về sức khỏe và không thể thi đấu cùng với Lương Xuân Trường. Ở bên vị trí cánh phải, trong những tình thế cần thiết thì huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có thể sử dụng Bùi Hoàng Việt Anh. Mặc dù vậy thì so với cánh trái, cánh phải đội tuyển Việt Nam vào lúc này tương đối mỏng. Những phát hiện mới ở bên phía cánh trái như Phan Tuấn Tài, như Nguyễn Thanh Nhân đang giúp huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm rất nhiều lựa chọn và phương án bên cạnh Đoàn Văn Hậu, rồi cả Nguyễn Phong Hồng Duy. Kurunian. Và phá bóng của Thanh Bình. Vẫn là cao thủ Việt Nam. Và cản phá bằng đầu liên tiếp lần lượt của Thanh Bình và Quế Ngọc Hải. Chiều cao của các trung vệ đội tuyển Việt Nam là rất tốt. Tất cả đều cao trên 1m80. Có Thanh Bình, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và kể cả những gương mặt dự bị như Bùi Hoàng Việt Anh hay Thành Trung. Đội tuyển Ấn Độ đã nhập cuộc khá tốt. Họ tự tin cầm bóng để tổ chức tấn công. Nhưng trong khi những tình huống phối hợp tấn công của cao thủ áo xanh vẫn chưa có kết quả, thì ngay lập tức đội bóng này đã dính đòn hồi mã thương của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Một tình huống phối hợp phạt góc và ghi bàn rất đẹp mắt của Phan Văn Đức. Đây là Ali. Ali được xem là một trong những hậu vệ có khả năng đánh đầu rất tốt của đội tuyển Ấn Độ, nhưng cơ hội để cho anh tham gia không chiến là không nhiều ở giải đấu này. Đội tuyển Ấn Độ có những hậu vệ có thủ môn cao to như hàng tấn công của đội bóng này, thì trong trận đấu trước toàn bộ không có cầu thủ nào cao quá 1m8. Rõ ràng là nếu so sánh về khả năng không chiến thì cao thủ Ấn Độ không thể so sánh được bằng những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Đường truyền hơi dài
đã rất nỗ lực để tăng tốc nhưng Tiến Linh đã không thể theo kịp đường truyền vượt tuyến của Quang Hải. Và di chuyển phá bẫy việt vị rất tốt của Tiến Linh. Chỉ tiếc là đường truyền của Quang Hải có lẽ do ảnh hưởng bởi mặt sân trơn đã không có được độ cuộn cần thiết. Gần một nửa thời gian của hiệp một trận đấu đã trôi qua, đây là phút thứ 21 và đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã có được bàn vươn lên dẫn trước đội tuyển Ấn Độ. Cơ bóng không thành công của Phạm Văn Đức. Dinh Hàn, Ali. Trận đấu ngày hôm nay, huấn luyện viên Igor Stimac, huấn luyện viên người Croatia của đội tuyển Ấn Độ có những sự điều chỉnh về các vị trí nhân sự ở trên sân. Gurunyan, thêm một đường truyền hỏng nữa của Thapa. Tiền vệ số 7 này kể từ đầu trận đã có khá nhiều những đường truyền sai địa chỉ. Công Phượng, cơ hội phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Quang Hải lọt vào đầu. Khả năng kiểm soát bóng và làm chủ tình huống của đội tuyển Việt Nam đang là vượt trội so với đối thủ. Thanh Bình, Văn Hậu rất tự tin, xử lý bằng cầm giấy rất hay của Văn Hậu. Đường truyền của Phạm Văn Đức, Công Phượng đang tìm đồng đội ở phía trong để phối hợp. Đó là quyết định dứt điểm ở góc hẹp nhưng không thành công. Không có một cầu thủ áo đỏ nào xuất hiện ở trong khu vực 16m50 thuận lợi cho một tình huống dứt điểm cận thành và Công Phượng đã quyết định thực hiện một cú sút chìm vào góc xa nhưng bóng bị chệch không thành. Đường truyền bằng máng ngoài chân trái rất quen thuộc của Văn Hậu. Công Phượng. Người đã pha bóng lên giải nguy đó là Thapa. Thapa, tiền vệ tấn công mang số 7 của đội tuyển Ấn Độ, chỉ có chiều cao 1m70 thôi. Chúng ta cùng xem lại tình huống thoát xuống và dứt điểm ở góc hẹp của Công Phượng sau đường chuyền của Phạm Văn Đức. Bóng sau đó đã đập vào cột cửa góc và không ra ngoài sân. Còn đây là tình huống xử lý trước đó của Đoàn Văn Hậu với một pha vê bóng để vượt qua cầu thủ đối phương. Công Phượng không nhận được sự trợ giúp từ đồng đội. Công Phượng vẫn đang tìm cách để vượt qua cầu thủ của Ấn Độ. Hồ Tấn Tài, Hùng Dũng, Công Phượng không thể đưa bóng tới vị trí của Tấn Tài. Hùng Dũng, nỗ lực của đội trưởng bên phía đội tuyển Việt Nam, vẫn là cao thủ Việt Nam, không được. Phan Văn Đức đã không thể chuyền ngang sang cho Quang Hải, người đang đứng ở một vị trí khá thuận lợi. Sức ép dành cho đội tuyển Ấn Độ ở những phút vừa qua là khá lớn. Hơn một nửa thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đã trôi qua. Các cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam như là Tiến Linh, Phạm Văn Đức và Công Phượng đều đã có những cơ hội. Và trong số đó, Phạm Văn Đức đã thành công với tình huống bắt vô lê chớp thời cơ rất nhanh của mình ngay ở phút thứ 10 sau quả phạt góc của Công Phượng. Thanh Bình, Quang Hải. Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh. Thanh Bình, Văn Hậu, Duy Mạnh. Thank you.
Đỗ Duy Mạnh. Bộ ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam đang chơi khá nhàn. Và chờ những phút đầu tiên gặp rất nhiều khó khăn trước sự tự tin chơi bóng và sức ép từ phía cao thủ Ấn Độ. Quý Ngọc Hải, Hùng Dũng. Người hâm mộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh đang được sống trong những ngày hội, những trận đấu ở giải giao hữu Cúp Hưng Thịnh. Thì cũng vào giờ này, ngày mai sẽ diễn ra trận đấu giao hữu giữa các cựu danh thủ bóng đá Việt Nam và đội cựu danh thủ Borussia Dortmund. Kurunian không vào. Tình huống mà các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam đã không có sự bóng lót cho nhau tốt và để cho Kurunian có được bóng và ở một tư thế dứt điểm khá thoải mái. Vì vậy thì cú dứt điểm của số 22 đã đi không trúng đích. Kurunian vẫn đang là một trong những cái tên để lại nhiều dấu ấn nhất, đáng chú ý nhất bên phía đội tuyển Ấn Độ từ đầu trận. Kurunian trước đây từng được câu lạc bộ Pune City của Ấn Độ cho Villarreal mượn 4 tháng. Hùng Dũng. Quý Ngọc Hải. Quang Hải. Hùng Dũng rất nhịp nhàng. Hồ Tấn Tài khá chống chạy. Quả tạt của Hồ Tấn Tài hướng trái bóng đến vị trí của Tiến Linh. Vẫn là cầu thủ Việt Nam, không được. Ngay sau đó thì Quang Hải đã có bóng và thực hiện một pha phối hợp trung lộ với Phan Văn Đức nhưng không thành công. Một pha can thiệp và phá bóng rất kịp thời của Khô Sam. Nếu không, Tiến Linh đã có thể đe dọa khung thành của thủ môn Sanu. Công Phượng. Đội tuyển Việt Nam đã có khá nhiều những pha phối hợp sắc nét và đã có được một bàn thắng. Nhưng chúng ta cũng không được phép chủ quan trước những cầu thủ rất giàu thể lực của đội tuyển Ấn Độ và tình huống dứt điểm bóng chạy cột dọc khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh từ chân sút Kurunian là một lời cảnh báo đối với hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Trong cơ hội nguy hiểm nhất của đội tuyển Ấn Độ có được kể từ đầu trận, nếu như Kurunian quan sát tinh tế, anh hoàn toàn có thể kiến tạo cơ hội để cho đội trưởng Sunil Chhetri có thể dứt điểm ở ngay khu vực 5m50. Quý Ngọc Hải, Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Phan Văn Đức. Cách kiểm soát bóng và triển khai tấn công của đội tuyển Việt Nam là rất mạch lạc. Tiến Linh, Thanh Bình. Cả ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam đã dâng cao lên khu vực vòng tròn giữa sân. Công Phượng. Khoảng trống dành cho Hồ Tấn Tài, phía trong là Tiến Linh. Hơi cao so với đà bật nhảy của Tiến Linh. Và bóng vẫn trong sân. Như vậy là trọng tài xác định quyền đá biên thuộc về đội tuyển Việt Nam. Phút thứ 30 của trận đấu. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống tạt bóng của Hồ Tấn Tài. Anh đã quan sát thấy hướng di chuyển của Tiến Linh, nhưng bóng lại đi hơi cao và xa so với vị trí đón đợi sẵn của Tiến Linh. Quế Ngọc Hải. Duy Mạnh. Lại là đường chuyền lên phía trên cho Hồ Tấn Tài, cài người rất khôn ngoan. Tiếp tục một quả đá biên nữa cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta.
Cũng rất may là khi trận đấu diễn ra thì trời đã tạnh mưa. Một Tấn Tài, Quang Hải, Hùng Dũng. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam đang hoàn toàn làm chủ thế trận. Chúng ta chỉ gặp khó khăn trong khoảng 5 phút đầu tiên. Đoàn Văn Hậu, Cú Mam không vượt qua được Văn Hậu. Một cú tắc bóng đơn giản và Văn Hậu đã đoạt lại bóng cho đội tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu mà truyền thông và người hâm mộ bóng đá Ấn Độ rất quan tâm, đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam trước trận đấu này, cho rằng chúng ta là đội bóng đã ở tầm châu lục. Và đây là một bài thử rất quan trọng, cần thiết với đội bóng huấn luyện viên Igor Stimac. Sau trận đấu ra quân đã để lại khá nhiều thất vọng khi bị đội bóng được đánh giá thấp hơn là Singapore cầm chân. Ngày hôm nay Cô Sam cùng với Dinh Hạt, những cầu thủ có mặt ở Việt Nam muộn nhất trong số cầu thủ Ấn Độ, là những người thi đấu ở vị trí trung vệ. Lại là Korunian, Kumam rất bình tĩnh. Samat dứt điểm ở góc hẹp đã không gây ra bất ngờ với thủ thành Trần Nguyên Mạnh. Pha xử lý ấn tượng đầu tiên trong trận đấu này của tiền vệ Samat. Cho đến thời điểm này thì tiền đạo đội trưởng của đội tuyển Ấn Độ Sunil Chhetri chưa có được bất cứ một tình huống phối hợp ăn ý nào cùng với các đồng đội. Khả năng di chuyển không bóng vào trong vị trí của Sunil Chhetri là rất tốt, nhưng lần lượt cả Korunian hay là Samat đều lựa chọn những quyết định cuối cùng, đó là dứt điểm thay vì kiến tạo những đường chuyền ở trong khu vực 16m50 cho Sunil Chhetri. Kosam, Thapa, đây là Kumam, Dinh Hàn, Ali. Trận đấu trước Ali đã gặp trung vệ cùng với cầu thủ ngày hôm nay không được đá chính, đó là Narendra, nhưng ngày hôm nay anh được huấn luyện viên Igor Stimac đẩy đá giạt ra bên phía hành lang cánh trái để thay thế vị trí của Misra. Misra đang được kéo lên đá như một tiền vệ. Ali, Dinh Hàn, Cô Sam, đây là Kumam. Đường chuyền rất thiếu chính xác của hậu vệ Kumam. Nguyên Mạnh là một trong ba thủ môn được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lần này. Còn Nguyên Mạnh như ta đã biết thì ở trận đấu trước, Đặng Văn Lâm là người bắt chính. Còn thủ môn thứ ba đó là Văn Toản, hiện tại đang bị đau nhẹ và trong những buổi tập gần đây cũng thường phải có những bài tập riêng. Trọng tài cho rằng không có lỗi cao chân của Thapa. Lại là Korunian, đi bóng rất khó chịu. Korunian, một pha phối hợp trung lộ khá nguy hiểm của cầu thủ Ấn Độ nhưng đã được giải vây. Và cắt bóng là của Ali. Dinh Hàn, tuyển Việt Nam đang tổ chức vây giáp ngay bên phần sân của đối phương. Samat, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Văn Đức đỡ bóng hơi với và đã để mất bóng rồi.
Misra. Gurudian. Không được. Để cắt bóng là Đỗ Duy Mạnh. Đây là cơ hội để phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Bóng trong chân của Phạm Văn Đức. Văn Hậu. Ở trận đấu trước, vị trí của Văn Hậu lần lượt do Phan Tuấn Tài và sau đó là Nguyễn Thanh Nhân đảm trách. Và cả hai đều đã thi đấu rất ấn tượng. Trong đó Thanh Nhân đã có bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam bằng một cú dứt điểm đờ mi vô lê chéo góc rất đẹp mắt. Pha phạm lỗi là của Kumam. Người đang bị đau bên phía đội tuyển Ấn Độ là Sahan Abdul Samad, cầu thủ gốc UAE và được các cổ động viên bóng đá Ấn Độ đặt cho biệt danh là Mesut Ozil của Ấn Độ bởi cách chơi, phong cách chơi bóng của anh giống với cựu tiền vệ người Đức, cựu tiền vệ của đội tuyển Đức. Đây là tình huống can lướt trước đó của Kurunian, sau đó là một đường chọc khe cho đồng đội. Kurunian có thể hình và phong cách chơi bóng không khác gì một cầu thủ châu Âu, một người cũng đã có thời gian tiếp xúc với bóng đá châu Âu khi có 4 tháng được cho câu lạc bộ Villarreal mượn. Cho dù không được ra sân thi đấu trong áo đội 1 của Villarreal, vẫn đó vẫn được coi là một khoảng thời gian rất quý giá với cá nhân Kurunian. Samad đang bước ra khỏi sân với những bước đi tập tễnh. Như vậy là Sahan Samad đã không thể tiếp tục trận đấu này. Một tổn thất với đội tuyển Ấn Độ khi mà Sahan Samad là một cầu thủ cực kỳ quan trọng ở hàng tiền vệ của đội tuyển Ấn Độ. Và sân thay cho Samad là Rahul Pravin, số 14. Pravin, cầu thủ vừa vào sân bên phía đội tuyển Ấn Độ, trận đấu trước cũng được vào sân từ bàn ghế dự bị, nhưng anh thay thế cho Kurunian sau khi cầu thủ mặc áo số 22 này đã ghi được bàn thắng. Nhưng ngày hôm nay thì anh vào sân để thế chốt cho Samad, cầu thủ đã bị chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Zingan, Kosam, Sandes Zingam. Tốc độ trận đấu lúc này đã chậm lại. Zingam, Kosam. Pha phối hợp không hiểu ý nhau giữa Kurunian và đồng đội. Pravin vừa rồi đã băng lên hơi nhanh. Tiến Linh, Hùng Dũng mở bóng rất thoáng sang cho Tuấn Tài. Hồ Tuấn Tài, trọng tài xác định đó là quả ném biên dành cho đội tuyển Ấn Độ. Sau trận đấu này, các tuyển thủ của chúng ta sẽ trở về tập trung câu lạc bộ và thi đấu tiếp tại đấu trường giải quốc gia V-League vào cuối tuần này. Pravin, Zingam, Hồ Tấn Tài. Việt vị và băng xuống của Công Phượng, phía trong là Tiến Linh. Công Phượng đưa bóng vào cắt mặt khung thành của đội tuyển Ấn Độ nhưng không cầu thủ nào áp sát để dứt điểm. Đó là thời điểm mà Tiến Linh đã lùi về phía sau. Đỗ Duy Mạnh, Công Phượng và phối hợp đánh gót không thành công với Tiến Linh. Pha thoát xuống của Kurunian nhưng cầu thủ này đã bị bắt việt vị.
Kurunian quá ham bóng và đã có một tình huống va chạm nguy hiểm với Nguyên Mạnh. Kurunian không hiểu là sau đó đã có những lời lẽ gì khiến các cầu thủ của chúng ta không hài lòng. Nhìn cách phản ứng của Quế Ngọc Hải thì anh cho rằng là Kurunian đã có động tác chơi xấu, đã có tình huống đạp chân. Nhưng pha quan trọng cho thấy là Kurunian cũng đã thu chân. Đó là một pha bóng mà cầu thủ tấn công mang số 22 của đội tuyển Ấn Độ đã không cố tình chơi xấu. Những tình huống bóng như vừa rồi, nếu như gặp những cầu thủ cố tình chơi xấu thì thủ môn Nguyên Mạnh chắc chắn sẽ bị rất đau. Đường chọc khe hơi mạnh của Thapa. Đến lúc này thì cơ hội nguy hiểm nhất của đội tuyển Ấn Độ vẫn thuộc về tình huống dứt điểm trong vòng cấm không thành công của Kurunian. Thái Bình. Phải nói rằng đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại đang quá dư thừa các cầu thủ ở vị trí trung vệ. Ngày hôm nay ba trung vệ của chúng ta là Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và Thanh Bình. Và trên băng ghế dự bị vẫn còn những cái tên khác như là Bùi Tiến Dũng. Bên cạnh đó còn có Bùi Hoàng Việt Anh và Thanh Trung. Duy Mạnh. Cầu Phượng. Thanh Bình. Đoàn Văn Động. Những phút cuối cùng của hiệp 1. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền của Đỗ Hồng Dũng. Bóng vượt trong sân, tấn tay. Dứt điểm. Tiếp tục là một sự lựa chọn giống như Công Phượng trước đó, một cú dứt điểm chìm và góc xa. Nhưng bóng lại đi chệch khung thành. Đường chuyền thể hiện khả năng quan sát rất tốt của Đỗ Hồng Dũng. Sau đó là tình huống bắt tốc độ của Phan Văn Đức trước khi chuyền ngược trở lại cho Hồ Tấn Tài. Tấn Tài cũng đã rất bình tĩnh, đưa bóng bằng chân trái và tung ra cú dứt điểm bằng chân phải. Chỉ tiếc là pha dứt điểm không được như ý. Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu đã bị đẩy sau. Tình huống phạm lỗi của Pravin. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 và đội tuyển Việt Nam vẫn đang dẫn 1-0 nhờ pha lập công đẹp mắt của Phan Văn Đức. Ông Park có vẻ như đang gọi một cầu thủ dự bị nào đó. Nguyên Mạnh lúc này thực sự chưa gặp phải quá nhiều sức ép. Đây là Sunil Chetri. Đường chuyền cho Kurunian. Kurunian và Thanh Bình. Cú dứt điểm đã qua được Thanh Bình nhưng Quế Ngọc Hải đã đứng lót phía sau và phá bóng lên. Vừa rồi là một tình huống tấn công rất nguy hiểm của cầu thủ Ấn Độ, xuất phát từ một pha xử lý không chắc chắn của trung vệ trẻ Thanh Bình. Các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam dường như đã bắt bài được những tình huống đi bóng vào trung lộ và dứt điểm của Kurunian rất nguy hiểm. Tình huống tung ra cú dứt điểm nhưng không thể chạm được bóng là của Kumam. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Tấn Tài. Chút nữa tỷ số là 1-1. Cú đánh đầu là của tiền đạo đội trưởng Sunil Chetri. Sự nuối tiếc của ban huấn luyện bên phía đội tuyển Ấn Độ. Vừa rồi là một tình huống đánh đầu lái bóng ra góc xa rất nguy hiểm của Sunil Chetri.
Hiệp 1 được bù giờ 2 phút. Chúng ta cùng xem lại cơ hội rất nguy hiểm vừa rồi của Sunil Chhetri. Một tình huống chuyền bóng đầy cảm giác từ bên phía cánh trái của Misra. Đã có hai pha bóng rất nguy hiểm trong hiệp 1 của trận đấu dành cho đội tuyển Ấn Độ. Đó là một tình huống dứt điểm trong vòng cấm của Kurunian và vừa rồi là cú đánh đầu của đội trưởng Sunil Chhetri. Chút nữa thôi thì anh đã có được bàn thắng thứ 85 cho đội tuyển quốc gia Ấn Độ. Phạm Văn Đức, Hồng Dũng, vẫn là Đỗ Hồng Dũng. Quang Lê được chuyển ngược trở lại thì đã bị bắt bài. Đó là tình huống lùi về hỗ trợ phòng ngự tốt của tiền vệ tấn công Thapa. Tiến Linh, Tiến Linh chưa có bất cứ một cú dứt điểm nào về phía khung thành của thủ môn San Hu kể từ đầu trận. Hồng Dũng, Quang Hải, Công Phượng, không được. Công Phượng không dứt điểm mà thực hiện được chọc khe, nhưng hậu vệ của đội tuyển Ấn Độ đã đón bắt được ý đồ. Những giây bù giờ cuối cùng của hiệp 1 và rất nhiều khả năng tỷ số 1-0 sẽ được bảo toàn ở trong hiệp đấu này dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Hiệp 2 có lẽ sẽ là quãng thời gian mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Ở giải đấu này thì các trận đấu mỗi đội có quyền tối đa thay đổi 6 cầu thủ. Và hiệp 1 của trận đấu đã khép lại. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Ấn Độ đã bắt đầu. Thành Trung đã được tung vào sân để thay vị trí của Nguyễn Thanh Bình, đã có một số thời điểm chơi không tốt và để lại nhiều nỗi lo với huấn luyện viên Park Hang-seo. Và trận bóng đầu tiên của Văn Toàn, bộ ba trung vệ của chúng ta bây giờ là Thành Trung, Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh. Đây là trận đấu mà nếu có được ít nhất một trận hòa, đội tuyển Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch tại giải giao hữu Tam Hùng Cúp Hưng Thịnh 2022. Ở trận đấu ra quân, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Singapore với tỷ số 4-0. Trong khi để lên ngôi ở giải đấu này, đội tuyển Ấn Độ buộc phải thắng Quang Hải. Một quả phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Cản phá của Sanes Jingan cũng từ một tình huống dàn xếp phạt góc trong hiệp 1. Đội tuyển Việt Nam đã có được bàn mở tỷ số do công của Phan Văn Đức. Người thực hiện quả phạt góc lần này sẽ là Quang Hải. Kính máy quay đang hướng đến vị trí của Tiến Linh. Một tình huống đá phạt góc vào phía cột gần. Và ném bóng phát động tấn công rất nhanh của thủ môn Sandu. Hồ Tấn Tài, tình huống ném biên không tốt của Tấn Tài. Anh đã ném bóng ra ngoài sân và đúng vào người trợ lý trọng tài. Trọng tài yêu cầu Tấn Tài thực hiện lại quả ném biên. Quang Hải, vẫn là Quang Hải đưa chuyền cho Văn Toàn. Văn Toàn đột phá, có thể dứt điểm. Cú vào giữa vòng vây của 3-4 cầu thủ to cao áo xanh bên phía đội tuyển Ấn Độ, Văn Toàn vẫn có thể thực hiện một pha đột phá vào vòng cấm và tung ra cú dứt điểm chéo góc. Một pha dứt điểm này của Văn Toàn lực đi không căng, chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Sandu.
Lối chơi giàu tốc độ, kỹ thuật và sự khôn ngoan của Văn Toàn chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của đội tuyển Ấn Độ. Vốn không mạnh trong những pha bóng tốc độ và những tình huống bọc lót. Quang Hải, tình huống xử lý rất kỹ thuật và ngẫu hứng của số 19. Đây lại là cơ hội cho Văn Toàn đối mặt một sai lầm của hàng phòng ngự Ấn Độ dứt điểm, và tỷ số là 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Rất dễ dàng, Văn Toàn đã đánh bại được thủ môn Sanu trong pha đối mặt nhanh nhẹn, lối chơi khôn ngoan và rất quái đã giúp Văn Toàn đánh bại được hàng phòng ngự to cao nhưng chậm chạp của đội tuyển Ấn Độ. Rõ ràng đây là một pha bóng mà hàng phòng ngự của đội tuyển Ấn Độ đã mắc sai lầm, mất tập trung, và để Văn Toàn dễ dàng vượt qua trước khi lạnh lùng đánh bại thủ môn Sandu. Điểm mạnh của Văn Toàn đó chính là tốc độ, và chỉ ít phút đầu hiệp 2 có mặt trên sân, anh đã có hai pha bóng khiến cho hàng phòng ngự và thủ môn của đội tuyển Ấn Độ thực sự phải lao đao. Và vừa rồi là một tình huống dứt điểm không để lại một chút cơ hội nào cho thủ thành Sandu. Thủ môn này đã đứng chôn chân. Chúng ta hãy cùng xem lại một sai lầm của hàng phòng ngự bên phía đội tuyển Ấn Độ, và đó là lỗi thuộc về Ali. Văn Toàn có quá nhiều khoảng trống, có quá nhiều thời gian để có thể lựa chọn góc dứt điểm của mình. Như vậy là ở mùa giải năm nay, Văn Toàn đều đã có những thời điểm khó khăn nhưng đều đã biết cách vượt qua áp lực để có được những bàn thắng ở cả màu áo câu lạc bộ Hoàng Gia Lai tại đấu trường V-League, và giờ đây là bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Những pha đâm thẳng vào phòng ngự đối phương như vừa rồi của Văn Toàn chắc chắn sẽ còn gây nhiều khó khăn nữa cho hàng phòng ngự của đội tuyển Ấn Độ. Một tình huống chơi bóng như mơ ngủ của ba trung vệ bên phía đội tuyển Ấn Độ. Thêm một cơ hội nữa, lần này là Phan Văn Đức. Văn Hậu. Vẫn là Văn Hậu. Hùng Dung. Đường chuyền quá sâu của Phan Văn Đức. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Văn Toàn đến ngay ở phút thứ tư của hiệp thi đấu thứ hai, và nó đã mang tới những tín hiệu, những sự hy vọng về việc sẽ còn có thêm những bàn thắng nữa dành cho đội tuyển Việt Nam trong những phút còn lại. Thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn rất nhiều, và chúng ta đang có ở trên sân những cầu thủ tấn công rất chất lượng. Lại là Văn Toàn. Tiến lịch. Sandes. Quang Hải. Duy Mạnh. Phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Duy Mạnh thực hiện đường căng ngang hướng tới vị trí của Tiến Linh, nhưng bóng đã chạm chân hậu vệ của đội tuyển Ấn Độ. Những quả phạt góc sẽ mang lại những cơ hội bóng bổng dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta có các hậu vệ, có cầu thủ tấn công, trong đó có tiền đạo Tiến Linh, là những cầu thủ có chiều cao thích hợp với các tình huống không chiến. Quang Hải. Đường chuyền hỏng của Quang Hải. Thapa. Bóng vẫn trong chân của đội tuyển Việt Nam. Cú cứa lòng và góc xa rất thiếu chính xác của Quế Ngọc Hải. Trước đó là một tình huống pressing của Đỗ Hùng Dũng để đoạt lại bóng cho đội tuyển Việt Nam, và cũng giúp cho đội tuyển của chúng ta tránh khỏi một tình huống phản công nhanh của đội tuyển Ấn Độ. Hơn thế nữa còn tạo cơ hội cho Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải rất tự tin trong động tác qua người với ý đồ thực hiện cú cứa lòng trong chân trái vào góc cao, nhưng đã không chính xác. Phải nói rằng là việc đang được thi đấu trên sân nhà có được một thế trận lấn lướt trước đối thủ và đang dẫn với cách biệt hai bàn khiến cho Quế Ngọc Hải tỏ ra khá thoải mái và tự tin trong tình huống xử lý vừa rồi của mình. Ném biên không tốt của Đoàn Văn Hậu. Kurunian. Đây là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía đội tuyển Ấn Độ trong hiệp 1. Và cũng là người ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Ấn Độ.
tại giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022 cho tới lúc này. Thắng gỡ hòa vào lưới đội tuyển Singapore. Quang Hải đã bị Kurunian kéo từ phía sau, không phải Kurunian mà là số 25 Jackson Singh. Thêm một tình huống dàn xếp bóng cố định cho đội tuyển Việt Nam. Quang Hải trước đó đã rất bình tĩnh lấy bóng trong chân của Kurunian. Quang Hải sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Khó có thể là một cú dứt điểm thẳng. Một khoảng cách cũng còn khá xa, đường chuyền. Văn Hậu. Treo bóng đến vị trí của Văn Hậu để số 5 bên phía đội tuyển Việt Nam thực hiện một pha đánh đầu làm tường. Cả hai hiệp đấu đội tuyển Việt Nam đều tìm được bàn thắng sớm. Bóng đã chạm tay Văn Hậu. Sinh gan. Một tấn tài. Anwar Ali là người mắc lỗi lớn nhất trong bàn thua thứ hai của đội tuyển Ấn Độ. Thapa. Đến thời điểm này thì đội tuyển Việt Nam đã ghi được 6 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào. Và một điều đáng chú ý là 6 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đến từ 6 cái tên khác nhau. Trong chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Singapore, những cầu thủ lập công là Văn Quyết, Thanh Nhân, Tấn Tài và Khuất Văn Khang. Và ngày hôm nay là hai cái tên lập công hoàn toàn mới, đó là Phan Văn Đức và Văn Toàn. Thành Trung. Pha chạy cướp bóng của Misra. Kurunian nguy hiểm. Chút nữa thì bóng đã tới chân của đội trưởng Sunil Chhetri. Văn Toàn. Đây là Tiến Linh. Rất bình tĩnh. Tấn Tài. Đường chọc khe rất thông minh, không có lỗi vị. Đây là Phan Văn Đức. Cơ hội để nâng tỷ số lên 3-0. Phan Văn Đức cũng lại quyết định thực hiện một cú cớ lăng vào góc cao thay vì phối hợp với Văn Toàn và các đồng đội. Một tình huống phản công rất sắc sảo của đội tuyển Việt Nam, chỉ tiếc là ở pha dứt điểm cuối cùng. Phan Văn Đức có lẽ đã rất tự tin trong việc đặt lòng vào góc xa khung thành đối phương. Tiến Linh và Văn Toàn là những vệ tinh di chuyển xung quanh để sẵn sàng đón nhận đường chuyền của Phan Văn Đức. Nhưng cầu thủ áo số 20 đã quyết định là thực hiện cú dứt điểm thẳng. Chưa có bàn thắng thứ 3 dành cho đội tuyển Việt Nam, nhưng những tín hiệu về việc chúng ta có thêm bàn thắng vẫn liên tục tới. Misra ngày hôm nay được đẩy lên đá ở vị trí tiền vệ cánh thay vì vị trí hậu vệ cánh mà chúng ta thấy ở trận đấu đầu tiên của đội tuyển Ấn Độ gặp đội tuyển Singapore. Ali. Và không chế bóng không thành công của Tiến Linh. Nỗ lực tham gia tranh cướp bóng của Hồ Tấn Tài chút nữa đã giúp cho Tiến Linh có được cơ hội để kiểm soát bóng và sau đó phát động tấn công. Cô Sam. Ali. Tình huống phá bóng hụt của Ali chẳng khác gì là một món quà dành cho Nguyễn Văn Toàn. Và đương nhiên tiền đạo áo số 9 không thể bỏ lỡ cơ hội với một tình huống ngon ăn như vậy. Kurunian đã tự ngã, không có lỗi của Thành Trung. Văn Hậu. Quang Hải. Hồ Tuấn Tài. Tiến Linh. Chúng ta đang chờ đợi Tiến Linh sẽ có cơ hội để dứt điểm và ghi bàn.
Cầu thủ mang áo số 22 này chưa có được. Đây là hai gương mặt đã chính ở trận đấu gặp đội tuyển Singapore. Văn Quyết đã đánh dấu màn trở lại của mình một cách rất chói sáng với bàn mở tỷ số đẹp mắt và sau đó là màn trình diễn ấn tượng. Vâng, Văn Quyết có thể sẽ vào sân để thay thế cho Phạm Văn Đức. Còn Tuấn Anh thì rất nhiều khả năng sẽ thế chỗ của Đỗ Hùng Dũng. Singan. Bóng vẫn trong chân đội tuyển Việt Nam. Văn Hậu. Một cầu thủ bên phía đội tuyển Việt Nam đang bị đau. Trọng tài đã dừng trận đấu. Cầu thủ bị đau đó chính là đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Một pha tranh cướp bóng bổng và Đỗ Hùng Dũng là người bị thất thế khi tranh cướp bóng với Thu Nào Sam. Pha va chạm bằng đầu khiến cho Đỗ Hùng Dũng hơi bị choáng. Pha va chạm rất mạnh. Như vậy là Tuấn Anh vào sân để thay Hồ Tấn Tài. Văn Quyết vào sân. Như vậy là Văn Quyết thay Phan Văn Đức. Chúng ta một lần nữa xem lại bàn mở tỷ số đẹp mắt của Phan Văn Đức sau một tình huống dàn xếp đá phạt góc. Cú vô lê rất đẹp mắt bằng chân trái của Phan Văn Đức. Cả hai hiệp đấu đội tuyển Việt Nam đều tìm được bàn thắng sớm. Như vậy theo quan sát của chúng tôi, có vẻ như huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ kéo Đỗ Hùng Dũng sang chơi ở vị trí mà Hồ Tấn Tài vừa để lại. Cặp tiền vệ trung tâm bây giờ sẽ là Quang Hải và Tuấn Anh. Tấn Tài đã thi đấu gần hết cả hai trận. Và đây là thời điểm số 13, cầu thủ đang thi đấu cho Topland Bình Định cần được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho vòng đấu thứ 17 ở giải vô địch quốc gia Night World vào cuối tuần này, khi mà câu lạc bộ Topland Bình Định làm khách của Đông Á Thanh Hóa. Ngày hôm nay thì Topland Bình Định đã di chuyển ra Hà Nội để tập luyện ở Hà Nội trước khi di chuyển vào Thanh Hóa thi đấu. Ảnh hưởng của cơn bão số 4 Noru đã khiến rất nhiều đội bóng phải thay đổi kế hoạch di chuyển, thậm chí những trận đấu tại giải hạng nhất quốc gia diễn ra ở miền Trung đều đã phải hoãn. Và trận bóng của Văn Quyết. Người đã lấy bóng thành công đó chính là Sunil Chhatri. Vẫn là Sunil Chhatri. Quang Hải đã là người xuất hiện rất đông lúc để cướp bóng trong chân của đội trưởng bên phía đội tuyển Ấn Độ. Trận đấu trước, khi trong đội hình có khá nhiều những cầu thủ trẻ, những cầu thủ lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển Việt Nam, Văn Quyết đã thể hiện được vai trò đầu tàu của mình trong các tình huống kiểm soát bóng, triển khai tấn công và thậm chí là cả ghi bàn nữa. Đường chuyền của Văn Quyết cho đồng đội nhưng đã bị ngăn cản bởi Dinh Hàn. Một pha dâng cao tấn công của Quế Ngọc Hải. Trận đấu trước gặp đội tuyển Singapore là lần đầu tiên sau khoảng 4 năm Văn Quyết mới có cơ hội để khoác áo đội tuyển quốc gia dưới thời của Luyện Park Hang-seo, và anh đã ngay lập tức đáp lại sự tin tưởng của người thầy Hàn Quốc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem, khi được vào sân để phối hợp với những cầu thủ trụ cột, chúng ta vẫn gọi là những cầu thủ ở tuyến 1 của đội tuyển Việt Nam, thì Văn Quyết sẽ thể hiện sự ăn ý của mình như thế nào đây. Đường chuyền hỏng. Đó là pha xử lý của Hùng Dũng. Bên phía đội tuyển Ấn Độ, đội bóng này chuẩn bị có tới 3 sự thay đổi người liên tiếp. Với những cầu thủ đó là Fernandez, Naurem và đặc biệt là Colaco.
Duy vậy. Quế Ngọc Hải. Ali. Đây là Thapa. Kurunian. Rất hợp lý. Ngày hôm nay là một ngày truyền hỏng quá nhiều của Thapa, tiền vệ công mang áo số 7 của đội tuyển Ấn Độ. Như vậy là cầu thủ mang áo số 10 Fernandes là người vào sân để thay thế cho đội trưởng Sunil Chhetri. Golako, cầu thủ có năng sút xa rất tốt mang áo số 17 của đội tuyển Ấn Độ cũng sẽ được vào sân. Ba sự thay đổi người bên phía đội tuyển Ấn Độ, lần lượt Brandon Fernandes vào sân để thay thế cho Sunil Chhetri, Nawrem vào sân thế chỗ của Kosam và Golako là người vào sân để thay thế cho Kumam. Nguyên Mạnh đã phải bỏ khung thành văng ra để xóa bóng. Dũng đang kế chỗ của Hồ Tấn Tài. Dũng cũng rất đà nặng. Đỗ Hồng Dũng. Và phạm lỗi của Đỗ Duy Mạnh. Tiến Linh, Hồng Dũng. Và xử lý tốt của Sanchez, Dinh Hạng. Dinh Hạng. Misra. Vẫn là số 6 Misra. Không qua được Đỗ Duy Mạnh. Và vào bóng đúng luật của Đỗ Hồng Dũng để ngăn cản một cú tạt bóng của Liston Colaco. Thực sự thì ở giải đấu này, các thủ môn như là Đặng Văn Lâm hay là Trần Nguyên Mạnh chưa có nhiều thuốc thử ở khả năng bắt bóng của mình, khi mà các cầu thủ tấn công của đội tuyển Singapore hay là đội tuyển Ấn Độ chưa có được nhiều cơ hội để thực hiện những cú dứt điểm nguy hiểm. Thành Trung, Văn Hậu, tí nữa là một đường chuyền sai của thủ môn Sidhu. Đây là cơ hội phản công dành cho đội tuyển Ấn Độ. Người chuyền hỏng đó chính là Pravin, một trong bốn cầu thủ được vào sân thay người bên phía đội bóng áo xanh. Đến thời điểm này thì cả đội tuyển Việt Nam của chúng ta và đội tuyển Ấn Độ đều đã có bốn sự thay đổi người, và trong quãng thời gian còn lại vẫn có thể sử dụng hai cầu thủ nữa từ băng ghế dự bị, và đây là Bùi Hoàng Việt Anh. Nhiều khả năng Bùi Hoàng Việt Anh sẽ vào thay Đỗ Hùng Dũng để chơi bên phía cánh phải. Đỗ Hùng Dũng cũng đã thấm mệt. Ở góc máy quay chậm trước đó chúng ta cũng đã thấy động tác xin thay người của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Sinh Gan. Misra. Colaco. Không vượt qua được ba cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Duy Mạnh. Đỗ Hùng Dũng. Dinh Gan. Thapa.
Quyết đã bị phạm lỗi. Sự thay đổi cầu thủ thứ 5 bên phía đội tuyển Việt Nam và đúng là Bùi Hoàng Việt Anh vào sân để thay đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Hùng Dũng cách đây ít phút đã có một tình huống nhảy lên không chiến và va chạm bằng đầu rất mạnh với cầu thủ của đội tuyển Ấn Độ. Anh đã bị choáng trong chốc lát. Thể lực của Đỗ Hùng Dũng cũng đã suy giảm cho từ lúc này. Đội tuyển này Dũng và các đồng đội của mình có một trận đấu rất khó khăn ở đấu trường V-League. Sẽ tiếp câu lạc bộ BK Bắc Bình Dương tại hàng đấy. Giải vô địch quốc gia Nagoya V-League sẽ trở lại với vòng đấu thứ 17 kể từ ngày 30 tháng 9 tới đây. Hai trận đấu sớm nhất diễn ra vào ngày 30 tháng 9 trên sân Lạch Tray, câu lạc bộ Hải Phòng gặp Hoàng Anh Gia Lai, và tại thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh gặp câu lạc bộ Sài Gòn. Và sau đó một ngày vào ngày 1 tháng 10 sẽ diễn ra 4 cặp đấu còn lại ở vòng đấu thứ 17. Và câu lạc bộ Hà Nội sẽ thi đấu muộn nhất vào lúc 19 giờ 15 phút tiếp câu lạc bộ BK Max Bình Dương trên sân vận động hàng đấy. Được chuyền vào của Bùi Hoàng Việt Anh. Bắn quyết. Tỷ số là 3-0. Rất tuyệt vời. Một lần nữa huấn luyện viên Park Hang-seo lại có được niềm vui khi đã trao niềm tin đúng người. Văn Quyết lần này đã có được bóng và thực hiện cú dứt điểm rất quyết đoán vào góc hẹp. Hai trận đấu liên tiếp Văn Quyết ghi bàn. Sự già dờ của Văn Quyết thực sự đang là rất cần trong lối chơi mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang muốn xây dựng với những nét mới cho đội tuyển Việt Nam. Cú dứt điểm phải nói là rất quyết đoán của Văn Quyết. Việt Anh mới vào sân và có một cú tạt bóng rất dẻo. Hậu vệ to cao Dinh Gan phá bóng không tốt, tạo cơ hội cho Văn Quyết tung ra cú dứt điểm quyết đoán. Một pha dứt điểm vào góc gần đánh bại thủ môn Sandu. Hai cầu thủ vào sân thay người đã cùng nhau phối hợp và tạo ra được bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Việt Nam. Một cú dứt điểm rất quyết đoán và đẳng cấp của Văn Quyết. Và như vậy hiện tại thì Văn Quyết đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này. Anh đã có 2 bàn. Văn Quyết rõ ràng đang ghi những dấu ấn cực kỳ đậm nét trong lần trở lại đội tuyển Việt Nam ở tuổi 31. 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Thành Trung, Quế Ngọc Hải. Thành Trung và đẩy bóng lên cho Văn Quyết. Đường truyền cho Tiến Linh. Tiến Linh cũng cần có một bàn thắng. Quang Hải. Quang Hải định lừa qua cầu thủ đối phương nhưng không thành công. Ravin. Vừa rồi thì Văn Quyết đã thực hiện một đường truyền rất tốt cho Tiến Linh. Nhưng đây có vẻ như là một trận đấu mà Tiến Linh không có được phong độ và cảm giác bóng tốt nhất. Naorem, Dinh Hàn. Chúng ta vẫn còn những cơ hội để có được thêm bàn thắng vào lưới của đội tuyển Ấn Độ trong những phút còn lại. Văn Quyết lại bị phạm lỗi. Thương hiệu của Văn Quyết đó chính là ở khả năng tì đè. Nhiều cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam khi đối đầu với anh còn thường nói vui là Văn Quyết thi đấu trên sân chẳng khác gì là một người chuyên gia võ say. Không dày mình nhưng khả năng tì đè và qua người của Văn Quyết là rất tốt. Lần thứ hai anh bị phạm lỗi chỉ phút sau khi vào sân và đã kịp thời lên tiếng với một bàn thắng đẳng cấp. Bùi Hoàng Việt Anh. Vừa rồi thì Misra có phần chủ quan, bóng vẫn ở trong sân nhưng cầu thủ áo số 6 này đã không theo kèm Bùi Hoàng Việt Anh và chút nữa thì Việt Anh đã có được bóng để phối hợp cùng với các đồng đội. Đây là Naorem. Được chuyển tốt của Naorem cho Thapa. Đã có lỗi việt vị. Colaco đã di chuyển quá sớm. Trận đấu trước Colaco cùng với Kurunian là hai cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng tấn công của đội tuyển Ấn Độ. Đó
đó là một tình huống văn lỗi hiệp vị chưa chính xác của trợ lý trọng tài. Polanco vẫn đứng trên ít nhất là một hậu vệ bên phía đội tuyển Việt Nam. Zingan, lại là Văn Toàn chấp thời cơ không vào. Văn Toàn một lần nữa tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự bên phía đội tuyển Ấn Độ, nhưng lần này thì cú dứt điểm của anh đã không thể vượt qua được thủ môn Sandhu. Một đường chuyền ngang của Sandesh Zinga đã tạo cơ hội cho Văn Toàn. Suýt nữa tỷ số là 4-0 cho đội tuyển Việt Nam. Phạt góc cho đội chủ nhà. Quang Hải đánh đầu và đánh đầu ngược bóng về cột 2. Duy Mạnh, phút thứ 75 trận giao hữu bóng đá quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Ấn Độ, tỷ số là đang là 3-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Hiệp 2 đã được chứng kiến thêm 2 bàn thắng do công của Văn Quyết và Văn Toàn. Vừa rồi chúng ta lại được thấy một tình huống chơi xấu nữa của Thu Nào Giam, lần này là với Tuấn Anh. Trước đó là tình huống mà anh đã phạm lỗi, đã va chạm với Đỗ Hùng Dũng và khiến cho đội trưởng của đội tuyển Việt Nam phải rời sân. Thời gian thi đấu chính thức còn lại của trận đấu còn khoảng 15 phút nữa. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang tiếp tục dâng cao đội hình để tìm kiếm thêm bàn thắng. Chức vô địch đến thời điểm này có thể khẳng định chắc chắn đã thuộc về đội tuyển Việt Nam tại giải đấu rồi. Quả chơi bóng của Văn Quyết. Dứt điểm. Một cú vuốt bóng phải nói rằng là rất đẹp mắt và cực nhanh của Thành Trung. Rất tiếc là thủ môn của đội tuyển Ấn Độ Sandhu đã có một phản xạ quá tuyệt vời. Trung vệ Thành Trung đã có cơ hội để trở thành cầu thủ tiếp theo ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này. Nhưng sự xuất sắc với pha phản xạ của Sandhu đã từ chối bàn thắng của trung vệ áo số 16 này. Thành Trung cũng là cầu thủ rất có duyên với mảnh lưới của đối phương. Ở trong áo câu lạc bộ và thậm chí cả các đội tuyển Việt Nam, Thành Trung thường chơi trung vệ nhưng cũng đã có những thời điểm được đẩy lên đá tiền đạo. Quả phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Bóng đã được phá ra. Sau khi Đỗ Hùng Dũng rời sân thì chiếc băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam hiện đã được trao cho trung vệ Quế Ngọc Hải. Đây là huấn luyện viên người Croatia, ông Igor Stimac, người đã phát biểu rất mạnh miệng trước trận đấu là sẽ cùng với đội tuyển Ấn Độ tìm ra cách để giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam, qua đó lên ngôi vô địch. Nhưng đến thời điểm này thì ngay cả bàn thắng danh dự cũng là điều rất khó đối với đội tuyển Ấn Độ. Igor Stimac trước đây là một cựu trung vệ của đội tuyển Croatia, và giải đấu mà Igor Stimac và các đồng đội để lại dấu ấn lớn nhất là World Cup 1998 ở Pháp. Đó là thời thế hệ vàng cùng với Davor Šuker đúng không anh Tiến Dũng? Chính xác là như vậy. Igor Stimac là thủ lĩnh hàng phòng ngự của Croatia tại giải đó, giải đấu mà Croatia giành hạng 3. Khá nguy hiểm. Duy Mạnh. Một giải đấu giao hữu với tính chất thử nghiệm đội hình, tìm ra những nhân tố mới, và đến thời điểm này huấn luyện viên Park Hang-seo đang thành công ở cả mặt thử nghiệm cũng như về mặt tỷ số. Bùi Hoàng Việt Anh rất hay, qua được hai cầu thủ nhưng đường chuyền vào cuối cùng thì lại khá tệ. Cơ hội phản công dành cho đội tuyển Ấn Độ, đây là cầu thủ mang áo số 17 mới vào sân, Coloman. Nguy hiểm, bóng được chuyền ngang cắt mặt qua khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Rất may cho đội tuyển Việt Nam là Pravin đã không thể chạm được chân vào bóng. Colaco đã có một tình huống băng lên rất hợp lý bên phía cánh trái. Đường căng ngang cũng đầy khó chịu, nhưng đồng đội của anh là Pravin đã di chuyển không hợp lý. Bàn thắng danh dự đã tới rất gần với đội tuyển Ấn Độ trong tình huống phối hợp tấn công vừa rồi. Và thêm một sự thay đổi cầu thủ nữa. Thế rồi cuối cùng bên phía đội tuyển Việt Nam, Tiến Linh sẽ rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Khuất Văn Khang.
người khoác áo 4 đội tuyển quốc gia Việt Nam trong một năm nay. Chính xác là chỉ trong 3 tháng này, từ đội U19, U20, U23 và bây giờ là đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu trước, sau khi được tung vào sân ít phút, Quất Văn Khang đã để lại dấu ấn với một nỗ lực trong vòng cấm của đối phương khi bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 cho đội tuyển Việt Nam trước Singapore. Sự thay đổi người vẫn chưa được thực hiện, thì Linh vẫn đang trên sân. Grunian rất khó để đội tuyển Ấn Độ tìm được bàn thắng danh dự. Tiến Linh, đúng là phong độ của Tiến Linh ngày hôm nay không tốt. Việt Anh đã bị phạm lỗi. Dấu ấn của Việt Anh sau khi vào sân lại không được thể hiện nhiều trong những phút vừa qua ở khâu phòng ngự, mà anh lại để lại những điểm sáng trong các tình huống phối hợp tấn công. Một tình huống tạt bóng mang tới cơ hội cho Văn Quyết nâng tỷ số lên 3-0, và sau đó là pha đi bóng tự tin vượt qua hai cầu thủ của đối phương. Misra Thapa Dinh Hàn Naurem, đây là Pravin. Bóng đã không thể tới được vị trí của Colaco, một đường chuyền hơi non. Bùi Hoàng Việt Anh, thời gian thi đấu chính thức còn lại còn khoảng 10 phút nữa. Lúc này thì Khuất Văn Khang mới được vào sân. Như vậy là Khuất Văn Khang vào sân để thay thế cho Đoàn Văn Hậu, chứ không phải thay thế cho vị trí của Tiến Linh. Có thể đã có sự thay đổi huấn viên Park Hang-seo phút chót, hoặc trước đó trọng tài giơ biển tay người chưa chính xác, mà báo hiệu Tiến Linh là người rời sân. Thực tế được thay ra là Đoàn Văn Hậu. Dinh Hàn rất khó để đội tuyển Ấn Độ tìm được bàn thắng danh dự trong từ lúc này của giải giao hữu Hưng Thịnh 2022. Ấn Độ mới chỉ có một bàn thắng vào lưới đội tuyển Singapore, trận đấu mà họ để lại nhiều nỗi thất vọng về kết quả. Sau khi vào sân, Tuấn Anh đang thi đấu rất tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự của mình. Thapa, đường chuyền của Fernandez, Naurem. Đội tuyển Ấn Độ chỉ còn duy nhất một mục tiêu trong những phút còn lại, đó là tìm kiếm bàn thắng danh dự vào lưới của đội tuyển Việt Nam. Thất bại là điều khó có thể tránh khỏi. Và một lần nữa, Văn Quyết với khả năng kiểm soát bóng rất tốt của mình lại buộc cho cầu thủ đối phương phải phạm lỗi với anh. Trong một thế trận như này thì vai trò của những cầu thủ kinh nghiệm và có khả năng kiểm soát bóng tốt như Văn Quyết là rất quan trọng. Đỗ Duy Mạnh, Văn Toàn, bóng đến chân các cầu thủ Ấn Độ, Kurunian, Văn Toàn, Quang Hải, Việt Anh. Sau khi vào sân, Quất Văn Khang vẫn chơi ở vị trí hậu công sở trường. Văn Quyết, lối của Văn Quyết với Ali. Văn Quyết là người đã thất thế trong tình huống tranh cướp bóng vừa rồi, và anh đã phạm lỗi. Lỗi việt vị của Kurunian
Trọng tài đợi cho tới khi cầu thủ mặc áo số 22 này tham gia vào pha bóng mới phất cờ. Lần này thì làm quyết định rất chính xác. Văn Toàn. Văn Toàn những phút vừa qua lùi rất sâu. Lại là một pha xoạc bóng nữa của Văn Toàn ngay bên phần sân nhà, và lần này thì anh đã phạm lỗi với cầu thủ Ấn Độ. Cho tới lúc này đã có thể khẳng định chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam. Thầy trò huấn luyện Park Hang-seo sẽ toàn thắng cả hai trận ở giải đấu này, đồng thời lên ngôi vô địch. Chúng ta cũng sẽ được cộng thêm điểm sau trận đấu này. Thời gian thi đấu chính thức còn lại khoảng hơn 5 phút và cách biệt đang là 3 bàn. Đỗ Duy Mạnh là người đã bị đau và cũng đang có dấu hiệu bị chuột rút sau pha tranh cướp bóng bổng với trung vệ Dinh Han của đội tuyển Ấn Độ. Đội tuyển Việt Nam đã hết quyền thay người. Đã có tác động bằng tay. Một tình huống chơi không thực sự fair play của trung vệ Dinh Han. Tham gia ban huấn luyện của huấn luyện viên Park Hang-seo có cựu tiền đạo Anh Đức. Anh Đức thời còn thi đấu là người bạn rất thân của Văn Quyết. Hai người thường xuyên ở cùng phòng trong những đợt tập trung. Cách đây ít ngày thì huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Anh Đức cũng đã sang Bangkok, Thái Lan để dò thám các trận đấu của đội tuyển Thái Lan và Malaysia. Cầu thủ của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup cuối năm nay. Duy Mạnh trong tình huống tranh chấp vừa rồi đã tiếp đất ở tư thế rất khó. Cũng là dễ hiểu thôi, bởi khi bật cao lên đánh đầu, anh đã bị trung vệ Dinh Han tác động và không thể tiếp đất theo đúng ý muốn. Như vậy đã có thêm một sự thay đổi cầu thủ bên phía đội tuyển Ấn Độ. Ishan Panita số 9 vào sân để thay Kurunian. Trận đấu đang bước vào những phút cuối cùng. Và số 26 đó là Trang Tê cũng đã vào sân để thay Pravin. Pravin cũng là cầu thủ dự bị được tung vào sân ở trận đấu này nhưng bây giờ đã bị thay ra những phút cuối cùng. Huấn luyện viên Igor Stimac đang thực hiện những sự thay đổi ở trên hàng tiền vệ và tiền đạo với hy vọng sẽ tạo ra được sự đổi mới và giúp Ấn Độ có được bàn thắng danh dự ở những phút còn lại. Cả hai đội tuyển Việt Nam của chúng ta và đội tuyển Ấn Độ đều đã hết quyền thay đổi người. Đây cũng đang là những phút cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng thứ hai liên tiếp. Thành tích toàn thắng ở giải đấu giao hữu quốc tế Cúp Hưng Thịnh năm 2022 đã thuộc về phía thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Vấn đề là chúng ta liệu sẽ giữ được sạch lưới hay không thì còn phải chờ đợi trong ít phút còn lại. Tình huống tranh cướp bóng vừa rồi là của Quế Ngọc Hải. Đường chuyền của Trang Tê. Lỗi việt vị. Lỗi việt vị của Pandita. Cũng là một tiền đạo có thể hình rất lý tưởng. Pandita trận đấu trước vào sân để thay thế cho đội trưởng Sunil Chetri. Còn ngày hôm nay anh vào sân để thế chỗ cho Kurunian. Việt Anh ném biên cho đội tuyển Ấn Độ. Có lẽ đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ kết thúc giải đấu giao hữu quốc tế này với thành tích toàn thắng và giữ sạch lưới. Phải nói rằng các tiêu chí đề ra tại giải đấu của huấn luyện viên Park Hang-seo gần như
đã được đáp ứng ở giải đấu này. Về mặt chiến thuật, về mặt thành tích, về việc thử nghiệm những nhân tố mới, Pandita rất thoáng. Colaco đã thể hiện khả năng sơ chiêu của mình là sút xa, nhưng đã không thể vượt qua được sự ngăn cản của hậu vệ bên phía đội tuyển Việt Nam. Những nỗ lực cuối cùng trong trận đấu từ phía đội tuyển Ấn Độ. Đây là phút thi đấu chính thức cuối cùng. Bùi Hoàng Việt Anh đã có một tình huống lăn xả để ngăn cản cú dứt điểm rất căng của cầu thủ đối phương. Nỗ lực đưa bóng vào không thành công. Thành Trung từ lúc vào sân đang thi đấu rất tốt, mang lại sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và đặc biệt là bên phía cánh trái cho đội tuyển Việt Nam. Nếu may mắn hơn, Thành Trung cũng đã có được bàn thắng cho riêng mình sau một cú dứt điểm vô lê vút bóng rất đẹp mắt. Tuy nhiên tài năng của thủ môn Sanu cứu thua cho đội tuyển Ấn Độ và ngăn cản bàn thắng đến với Thành Trung. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, Zingan số 5 bên phía đội tuyển Ấn Độ đã có dấu hiệu căng cơ. Thời gian bù giờ cho hiệp 2 trận đấu sẽ là 3 phút. Này sẽ không đủ để đội tuyển Ấn Độ tìm được bàn thắng danh dự. Văn Quyết rất nhịp nhàng phản công cho đội tuyển Việt Nam. Tiến Linh, Duy Mạnh, Văn Quyết, Tiến Linh, Quân Văn Cang, Văn Quyết rất bình tĩnh. Việt Anh Văn Quyết. Văn Quyết đang thể hiện cái chất của một cầu thủ kinh nghiệm lão luyện trong áo đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu trước gặp đội tuyển Singapore thì Văn Quyết chính là người được huấn luyện viên người Nhật Bản, ông Takayomi của đội tuyển Singapore đánh giá cao nhất. Có lẽ trận đấu sẽ khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đã được xem lại tình huống mà Văn Toàn bị phạm lỗi. Nguyên Mạnh, Thành Trung, Quang Hải. Quyết định tăng tốc của Thành Trung. Tiếp theo sẽ là quả ném biên. Trọng tài trước đó đã cho đội tuyển Việt Nam hưởng phép lợi thế. Tuấn Anh, Tuấn Anh đã rất tích cực và xông xáo trong tình huống phối hợp vừa rồi với Thành Trung. Thời gian bù giờ chỉ còn được tính bằng giây mà thôi. Chiến thắng thứ hai liên tiếp tại giải đấu, một giải giao hữu quốc tế với những đội bóng chất lượng như đội tuyển Singapore và đội tuyển Ấn Độ, thắng cả hai trận và giữ sạch lưới là một điều mang lại những tín hiệu rất lạc quan cho thầy trò Việt Bắc Hang Sơ. Văn Toàn, Quang Hải, Văn Quyết, Duy Mạnh. Tiếp truyền của Quế Ngọc Hải, Khuất Văn Khang. Đây có lẽ sẽ là tình huống tấn công cuối cùng trong trận đấu. Văn Khang, Văn Khang thực hiện cú sút vào góc xa nhưng không thành công, và đó là tình huống bóng đáng chú ý cuối cùng trong trận đấu này. Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài người Philippines, ông Clifford đã vang lên. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Ấn Độ ở trận đấu thứ hai và là trận đấu cuối cùng của mình tại giải giao hữu quốc tế Cup Hưng Thịnh năm 2022.